Vũ Hạo cũng không có phải là kẻ vớ vẩn, tinh thần hồn hạch lập tức là cao tốc vận chuyển, bổ sung ra lấy nhất định cực hạn chi bằng đặc hiệu, tinh thần lực lượng lập tức đem chút ít tinh thần ý niệm đồng lại, ngay sau đó dần dần phá hủy, đem năng lượng trong đó chiết xuất ra cùng với bản thân dung hợp. Thiên Mộng băng tắm lực lượng tại một giây phút này liền xuất hiện, tự nhiên là hắn nói lướt trôi đem các loại tinh thần lực lượng bị chiết xuất, ngay sau đó tất cả đều hút vào trong cơ thể của mình tiến hành phong ấn. Đã có trợ giúp của hắn, Vũ Hạo hấp thu trở nên không trở ngại chút nào cả, không thể không nói chúa tể tà nhãn bạo quân tinh thần lực lượng cực kỳ là to lớn mà bá đạo. Không hổ là 70 vạn năm tu vi, chỉ là trong hồn hoàn ẩn chứa năng lượng tinh túy, để cho Vũ Hạo tinh thần chi hải lập tức là chật ních. Vừa lúc mới bắt đầu còn có kịp loại bỏ, đã đến trình độ nhất định này rồi, về sau hắn đã không có biện pháp hoàn toàn loại bỏ, bởi vì không có thời gian, mỗi một giây đồng hồ đều có số lượng lớn tinh thần năng lực theo hồn hoàn phóng thích đi ra, cùng với tinh thần chi hải của hắn xung hợp. Thiên Mộng băng tầm xác thực cấp lực, ở phía sau này không giữ lại chút nào, toàn lực hấp thu những thứ tinh thần lực lượng này, cho dù là pha tạp, hôn tạm cũng không buông tha. Nó tại Vũ Hạo tinh thần chi hải hiện tại hiện ra Thiên Mộng băng tầm bản thể, vốn là trên người sớm đã biến mất kiểm soát quang vân, đang tại một vòng hồi phục này, chỉ có điều ở bên trong màu vàng còn kèm theo một ít huyết sắc, là tinh thần lực lượng cũng không thuần túy biểu hiện ra, nhưng cho dù như vậy cũng giúp cho Vũ Hạo đại ấn. Nhân ngư công chúa Lệ Nhã cũng đồng dạng hiện ra tinh thần chi hải ở bên trên không trung. Nàng tuy không có hiện biện pháp như Thiên Mộng băng tầm nuốt trôi như vậy, nhưng là thông qua cố gắng của mình chờ giúp Vũ Hạo loại bỏ một bộ phận tinh thần lực lượng, đem một chút ít khí tức thừa bạo hóa giải được. Bởi như vậy Vũ Hạo tinh thần lực lượng dung hợp trở lên giỏi hơn rất nhiều. Ở bên trên đại lục này cũng chỉ có hắn loại từng thú tinh thần lực lượng này dám can đảm dung hợp ra 6 vị hồn linh. Hơn nữa mỗi một vị hồn linh này đối với hắn mà nói cũng đều là tử tâm pháp địa. Hiện tại thì hồn linh ở trong lúc đó sớm đã không có mâu thuẫn, đối với Vũ Hạo cũng sẽ không có bất kỳ can thiệp nào quả. Ngoại trừ chúng đối với Vũ Hạo tín nhiệm bên ngoài, trọng yếu hơn là một điểm là ví chúng thấy được hy vọng, đúng là hy vọng. Vũ Hạo cùng với cảm xúc chi thần gặp nhau, đây được cảm xúc chi thần tán thành, đối với lục đại hồn linh mà nói kích thích thật sự quá lớn. Vốn là chúng thì trong nội tâm này đều có mục tiêu kia, nhưng trên thực tế đối với thần giới hư vô mờ mịt, chúng cũng không có ôm hy vọng quá lớn, thẳng đến chân chính cảm thụ được qua thần ký tức, sau đó chúng đau lòng tại thần giới đối với các hồn thú không đáng. Đồng thời cũng may mắn tại lựa chọn của mình, theo sau Vũ Hạo thật sự là có khả năng ly khai cái thế giới này, thật sự có khả năng đến thế giới bên kia đạt được tân sinh. Cái này gọi là cái gì oán trách đấy, bọn hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến giúp đỡ Vũ Hạo đạt được cơ hội tại thế giới kia tầm sinh trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Chúa tể tà nhãn bạo quân hồn hoàn vầng sáng mới chính thức dung hợp đến trong cơ thể của Vũ Hạo. Dung hợp cũng không tính là đặc biệt triệt để, bởi vì đến cuối cùng này Thiên Mộng băng tầm ở trên người 10 đạo kiểm soát quang vấn đều đang đẩy phụ ra tải rồi, cho nên Vũ Hạo chính mình vẫn là nhận lấy ra một bộ phận tinh thần lực lượng cuồng bạo không nhỏ. Tinh thần lực làm cho tinh thần chi hải của hắn rất không bình tĩnh, tùy thời đều có khả năng nhấc lên gợn sóng ngập trời. Bây giờ Vũ Hạo tu vi thật sự lên, tuyệt đối đã là tầng thứ cường giả cực hạn đấu la, hơn nữa còn là song sinh võ hồn đạt cực hạn đấu la. Nhưng hắn hiện tại cũng giống một bóng cao su to lớn, tràn đầy khí chỉ là có thể miễn cưỡng khống chế được chính mình, không nên bị nò bẻ búng. Một cái không tốt thì có khả năng xảy ra vấn đề. Vũ Hạo hiện tại biện pháp tốt nhất tự là tìm một chỗ, ngươi và Vũ Đồng tĩnh hạ ra tâm lai tu luyện, đem trong cơ thể năng lực khổng lồ toàn bộ hấp thu. Có lẽ thời gian sẽ lâu một chút, nhưng mà an toàn nhất. Hơn nữa các người cũng có khả năng trùng kích cực hạn đấu la. Tuyệt đề lúc này cấp xa đề nghị đúng trọng tâm. Vũ Hạo lúc này bây giờ trạng thái tuy cường đại nhưng là rất nguy hiểm, vạn nhất cặp cường địch năng lực bản thân sử dụng quá độ làm cho khống chế không nổi, những thứ kia còn không có bị tiêu hóa hấp thu năng lượng, như vậy hắn là bạo thể mà chết. Những năng lượng này sở dĩ không hấp thu được vốn chính là bởi vì thân thể của hắn bây giờ còn chưa đủ để thừa nhận. Liệu có thể thừa nhận cần thông qua không ngừng tu luyện để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được. Thế nhưng mà Vũ Hạo lúc này hiện tại thật sự có thể đi tìm một chỗ tu luyện sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Minh Đô ở bên kia còn có chuyện trọng yếu đi xử lý.
Vua Hạo thoáng bàn tính toán một chút cái đã biết rõ, mình muốn đem năng lượng ở trong cơ thể này toàn bộ hấp thu xong, cùng với đường vu đồng cùng một chỗ trùng kích cực hạn đấu la, ít nhất cũng cần thời gian 3 năm mới có thể. Bọn hắn thành sơ cấp đấu la, sau đó thực lực tăng lên thật sự là quá nhanh, điều này sẽ đưa đến căn cơ cực như là không xong. Giữa loại tình huống này căn bản không khả năng nào ở trong thời gian ngắn làm đột phá. Tương tự là ở có tàu hỏa nhập ma nguy hiểm. Thế nhưng mà thời gian 3 năm có thể phát sinh biến hóa thật sự là quá lớn. Ít nhất hiện tại bọn hắn vẫn không thể nào bế quan. Đầu tiên phải giải quyết vấn đề của Minh Đô. Chỉ có giết chết Từ Thiên Nhiên, theo Quất Tử lấy được hứa hẹn 10 năm, hắn có thể đủ cho con đường thực tế đi đến tù luyện để trùng kích. Đi, chúng ta hồi trở lại Minh Đô. Nghe xong ý kiến Tuyết Đế, về sau Vũ Hạo chỉ là dò dự một lát, liền hướng Đường Vũ Đồng nói ra. Đường Vũ Đồng cùng tâm ý của hắn tương thông, tự nhiên minh bạch rằng hắn đang lo lắng cái gì, không chút dò dự nhẹ gật đầu. Ở phía sau của nàng nhất định phải là ủng hộ nam nhân của mình, hơn nữa Nhật Nguyệt Đế Quốc ở bên kia cũng đã không phải là tình trạng không thể giải quyết. Đã không có thánh linh giáo ưu chế ước, Nhật Nguyệt Đế Quốc bây giờ giống như là lực lượng không ngoài một năm thời gian, tuyệt đối có thể tích xúc được lực lượng đủ mức phát động ra đồng chính. Lúc này đấy, mục tiêu tất nhiên là thống nhất toàn bộ đại lục. Giữa loại tình huống này, sự tinh của bọn hắn có thể làm hữu hiệu nhất, tự là hoàn thành cùng với Quất Tử ở giữa hứa hẹn. Chỉ có như vậy mới có thể để trò tình là đấu linh hai nước này có thời gian thở dốc. Tuy Vũ Hạo rất rõ ràng, lực lượng của mình có thể ngăn cản nhất thời, lại không thể nào vĩnh viễn ngăn cản được xuống dưới. Dù sao thì khi hắn trùng kích đến cực hạn đấu la, sau đó muốn đi khiêu chiến thần thú đế thiên, tiếp nhận cảm xúc chi thần truyền thừa, sau đó sẽ xuất hiện ra biến hóa như thế nào, hắn căn bản không có chút nào biết rõ. Tương lai vận mệnh là không biết đấy, nhưng mà cục diện đại lục này cũng rất có cải biến. Hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ để cho toàn bộ đại lục bị hồn đạo khoa học kỹ thuật dần dần khống chế. Đây cơ hồ là không thể nghịch. Thiên hồn đế quốc bị xâm chiến, ngay sau đó vừa lúc mới bắt đầu cái loại phản loạn này còn rất nhiều. Nhưng theo hồn đạo khoa học kỹ thuật này không ngừng thẩm thấu, phản bội loại đã càng ngày càng ít. Bình dân yêu cầu kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần có thể an cư lạc nghiệp, ăn no mặc ấm như vậy là đủ rồi. Huống chi hồn đạo khoa kỹ thuật này còn cho cuộc sống của bọn hắn mang đến nhiều phương tiện như vậy. Thời gian dài bọn hắn tự nhiên cũng liền thích ứng, sát nhập vào trong thậm chí quên cả trước kia. Giữa tình huống hoàn cảnh như vậy, Nhật Nguyên Đế Quốc thống nhất đại lục có lẽ đã rất khó nghịch chuyển. Nhưng vô luận như thế nào, làm cho một người tình là đế quốc, hắn đều là vì quốc gia của mình. Cũng là vì xử lý các học viện tận khả năng đem lúc này đẩy qua. Từ đằng xa không trung nhìn lại, Minh Đô giống như là một quái thú đầu to lớn, hoàn ngạnh ra phía trên vùng bình nguyên, chỉ có vị trí trọng yếu lơi hoàng cung, mới có bộ dáng hơi không hòa hoài. Hoàng cung bên kia nhìn về phía trên như cũ là giới nghiêm, nhưng không hề nghi ngờ, thời gian không được bao lâu, giới nghiêm sắp biến thành kiến thiết. Nhật Nguyệt Đế Quốc quốc lực tối đa 2 năm, một tòa hoàng cung hoàn toàn mới có thể đột phá từ mặt đất mọc lên. Hơn nữa tuyệt so với trước kia càng hùng vĩ, phòng ngự càng thêm nghiêm mật. Cái này là lực lượng khoa học kỹ thuật. Không ai có thể ngăn cản khoa học kỹ thuật tiến bộ. Khoa học kỹ thuật tiếp tục tiến bộ, đưa đến xã hội bây giờ các loại vấn đề, cũng đưa đến đại lục thế cục biến ảo. Đứng ở xa xa nhìn Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng cung, Vũ Hạo không khỏi buồn vô cớ than nhẹ một tiếng. Đường Vũ Đồng lúc này lôi kéo tay quán rồi nói: "Làm sao vậy? Chúng ta bây giờ năng lực cũng đã đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục, chỉ cần người ngoan đắc quyết tâm, chúng ta đem Tử Thiên Nhiên này giết, sau đó đem Quất Tử cũng giết, Nhật Nguyệt nội bộ đế quốc tất nhiên sẽ đại loạn, đến lúc đó bọn hắn xâm lược bộ pháp tất nhiên sẽ chậm lại, tương lai không lâu, người nào kế thừa ngôi vị hoàng đế, chúng ta liền giết chết hắn." Để cho Nhật Nguyệt Đế Quốc thủy chung ở vào tình trạng hỗn loạn, một ngày nào đó tinh la cùng với đấu linh sẽ đuổi tới. Chúng ta chỉ là một mực thủ hộ đại lục, tự cũng không để cho Nhật Nguyệt Đế Quốc đem đại lục thống nhất. Vũ Hạo lắc đầu rồi nói: "Lớn như hết thảy đều muốn người nghĩ đơn giản như vậy, thật là tốt quá. Nhưng tiếc là cái thế giới này cũng không như vậy, căn bản cũng không dựa theo tưởng tượng của chúng ta biến hóa như vậy. Chúng ta giết Tử Thiên Nhiên, Nhật Nguyệt nội bộ đế quốc hỗn loạn, nhưng còn Quất Tử, năng lực của Quất Tử cùng quân đội ảnh hưởng không được thời gian bao lâu. Nàng na có thể bằng vào mình là thân phận của Thái Hậu, mang theo tiểu hoàng đế khống chế toàn cục. Nhật Nguyệt đế quốc không đến mức đại loạn, nhưng nếu như chúng ta đem Quất Tử cũng giết, như vậy thì toàn bộ Nhật Nguyệt đế quốc sẽ thật sự loạn lên. Nhật Nguyệt đế quốc lực lượng quá cường đại, nhưng thứ hồn đạo sư đoàn thả ra bất kỳ một cái nào, đối mặt với tinh la cùng với đấu linh cơ hồ là đều là tiếp cận với sự tồn tại vô địch. Một khi những lực lượng này không hề bị đến ước thúc, cho nên không kiêng nể gì cả,
Như vậy, toàn bộ đại lục vô luật là Nhật Nguyệt Đế Quốc hay là Đấu Linh Đế Quốc cùng với Tinh La Đế Quốc đều là khói lửa lổ lên bốn phía. Vô số tính mạng sẽ không chút kiêng kỵ, hồn đạo sư thần phục cũng hủy diệt. Cho nên ta một mực dễ dàng tha thứ cho quốc tử, một cái nguyên nhân rất lớn chính là nàng không thị sát cắt máu. Chứ không chiến tranh tất yếu ở bên ngoài, nàng một mực đối với thuộc hạ của mình ước thúc vô cùng tốt. Mỗi một cuộc chiến tranh đều lấy cái giá thấp nhất đến giải quyết. Nếu như nói tương lai đại lục thật sự sẽ bởi vì hồn đạo khoa kỹ thuật này mà bị thống nhất, như vậy thì quốc tử kỳ thật đã làm nhân tuyển tốt nhất rồi. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất nhiên là hợp, hợp lâu tất nhiên là phân. Từng đã là Thiên Đấu Đế Quốc cùng với Tinh La Đế Quốc, thống trị đại lục mấy ngàn năm, hai đại đế quốc này cũng đối lập mấy ngàn năm. Khi mà hắn đem Vũ Hồn Điện hủy diệt, sau đó rất nhiều người đều cho rằng đại lục sẽ tiến vào thời loại hòa bình. Nhưng sùng bao nhiêu năm, Thiên Đấu Đế Quốc phân chia ra thành Thiên Hồn Đế Quốc cùng với Đấu Linh Đế Quốc, phân tranh thủy chung đều không có giảm bớt quá. Cái này là nguyên nhân quốc gia đông đảo. Một cái thống nhất đại đế quốc này có lẽ đối với tương lai Đấu La đại lục là một chuyện tốt, ít nhất ở trong thời gian ngắn này là chuyện tốt. Đường Vũ Đồng giật mình nhìn Vũ Hạo rồi nói, chẳng lẽ ngươi ủng hộ Nhật Nguyệt Đế Quốc thống nhất đại lục sao? Vũ Hạo lắc đầu rồi nói, đương nhiên là không, ta nói như vậy chỉ là vì nói cho ngươi biết, ta tuyệt không hy vọng rằng chứng kiến một cái chiến hỏa bay tán loạn, đại lục lộn xộn vô cùng. Lực lượng của chúng ta đã rất cường đại rồi, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào ảnh hưởng đến toàn bộ biến hóa của đại lục. Chúng ta không thể nào bởi vì chính mình nhất thời khoái ý mà để cho toàn bộ đại lục này đều lâm vào chiến trong lửa. Huống chi thì Nhật Nguyệt Đế Quốc đối phó với Diệp Tịch Thủy cũng mới lòng lão, quá trình người cũng thấy đấy. Theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, cực hạn Đấu La cũng đã không còn là vô địch rồi. Tương lai Nhật Nguyệt Đế Quốc chưa hẳn sẽ không có đối giao thủ đoạn của chúng ta. Cho nên chúng ta là có thể bằng vào lực lượng của mình đến ảnh hưởng, nhưng là phải có chừng có mực. Tương đối mà nói, cực hạn Đấu La tồn tại càng yếu ý nghĩa rằng ở chỗ uy hiếp,